Chào mừng mọi người quay lại kênh YouTube của Lâm Coffee. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm bạc xỉu 4 tầng. Thì đầu tiên, để làm được món bạc xỉu 4 tầng thì chúng ta cần có những nguyên vật liệu sau ạ. Đầu tiên là nước cốt cà phê nha anh chị. Ở đây là 30ml nước cốt cà phê. Thì anh chị có thể dùng nước cốt pha phin hoặc là nước cốt cà phê pha máy cũng được. Thì cà phê hiện tại em đang dùng dòng cà phê rang xay của Lâm Coffee. Tiếp đến là sữa tươi. Thì ở đây em dùng 50ml sữa tươi không đường của TH True Milk ạ. Và đây là sữa đặc. Thì sữa đặc là 40ml sữa đặc, em dùng sữa đặc của Ngôi Sao Phương Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái ly để cho ra thành phẩm. Thì đây ạ. Mình sẽ cho sẵn ống hút và muỗng vào như thế này nha anh chị, để khi mà chúng ta làm xong thành phẩm chúng ta cho muỗng vào nó sẽ bị loãng tầng ạ. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cho sữa đặc vào. Tiếp đến, sau sữa đặc, chúng ta sẽ cho luôn phần sữa tươi vào nha anh chị. Mình rót nhẹ thôi, thì cái lớp sữa của chúng ta sẽ không bị thấm xuống cái lớp sữa tươi ạ. À, cái lớp sữa đặc ạ. Rồi, sau khi mình rót sữa đặc và sữa tươi vào trong cốc rồi, thì tiếp theo, phần cà phê chúng ta sẽ cho vào sắc cơ, đem đi lắc nha anh chị. Đây ạ. Đây là 30ml nước cốt cà phê. Em sẽ cho vào sắc. Và em sẽ cho một lượng đá vừa đủ với cái ly này nha anh chị. Rồi em sẽ lắc lên ạ. Thì khi anh chị lắc càng nhiều á thì bọt sẽ càng nhiều nha anh chị. Giờ em sẽ cho cái phần cà phê này ra ngoài ly. Rồi, thì khi mà anh chị cho cái cà phê được lắc vào ly thì từ từ ly nước của chúng ta sẽ được phân tầng. Thì tầng thứ nhất như anh chị thấy nè, đó là lớp sữa đặc đúng không ạ? Lớp sữa đặc ở dưới. Lớp thứ hai là lớp sữa tươi hòa quyện với lại cái lớp cà phê nó đang lắng xuống. Và lớp cà phê đen ở trên và lớp bọt ạ. Nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Mặc dù cũng là ly bạc xỉu thôi, nhưng mà với cách làm này thì ly cà phê của chúng ta nhìn sẽ bắt mắt hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Thì nếu như mà anh chị có thắc mắc hoặc là mình có ý kiến thì mình có thể comment bên dưới ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.